trước mắt các bác và anh em, anh Nguyên đang ghép một bộ hát về Thái Bình. Tổng đầu tư là 107 triệu, bao gồm đôi loa bố số 4732 và chút chúa 718 và một dàn máy. Con này con S Bồ Đồ PA4.13, một vàng DBLX S700, một lồng tiếng VS, một quản lý nguồn là DB và mic DB làm một đất. Đấy. Anh em từ đây mình về như con này tê luôn. Con này hay lắm. Cũng đi nhiều chỗ tham khảo rồi. Và đây đúng không đỡ luôn. Hay hơn rất nhiều. Quan trọng là cốc ghép này. Chế độ xếp quan trọng lắm. Và phối 4732 em còn 2 đôi nữa nhá. Còn 2 đôi nhá. À không thôi được. Đấy. Đàn máy hết sức là đơn giản và đẹp mắt. Đa năng nhá, từ nhạc sàn sức mạnh cực khủng khiếp đến du dương chân tình và nhẹ nhàng acoustic cho người chơi tất cả dòng nhạc. Nhạc mạnh dùng một xúc anh quá êm một phê. Lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa. Anh em từ Kiến Thụy, Thái Bình. Nhà bác này bác rất nhiều dòng loa high end rồi. Nhưng mà sang khi mà nghe được anh Nguyên phối loa JBL 4732 là chết lên luôn. Không nghĩ nó hay kinh khủng đấy. Đẳng cấp vậy mà nó mềm mại vậy. Hôm qua nhiều chỗ ghép rồi không được. Thế là anh Nguyễn mà ghép thì các bác không đỡ được không? Đẳng cấp lắm, vượt trội rồi. Cũng cái món tiền tên thôi nhưng mà chế tác khác hẳn đấy, nó là cấp khác, bậc cây rồi, khác. Đêm trắng đêm trong đèn tối viết những chuyện xưa còn tình. Nhàn nhã túc tắc không cần phải mua. Ngày anh vỡ với tôi như hình còn đi bóng. Đón nhau khi bình minh, gối tay nhau tàn cành, nhìn đời bằng ánh mắt. Bộ dàn máy quá đẹp luôn, hiện đại, dân tộc và cơ bắp. Bằng tiếng hát trung thành nhớ công anh, nghĩ gì là xa cành. Một clip làm cái điều giữa Thái Bình Hải Dương. Thơm hoa tôi đưa tuổi thơ còn đông.